Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái được cập nhật lúc 11:30 ngày 27 tháng 4, 2023. Giá đi ngang so với lúc sáng nay. Tại Tiền Giang, kem lớn 21.000, kem nhỏ 14.000, mít chợ, mít xô hàng rớt từ 5 đến 7.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn 20.000, kem nhỏ 13.000, hàng rớt hàng xô từ 4 tới 6.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, kem lớn 19, kem nhỏ 12, hàng rớt hàng xô từ 4 tới 6.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 20, kem nhỏ 13, hàng rớt hàng xô từ 4 tới 6.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 13, kem nhỏ 6, mít chợ 4.000. Tại Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, kem lớn 13, kem nhỏ 6, hàng rớt hàng xô 4.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển.